Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Bế mạc Trung ương 4 kêu gọi kền kền đừng ăn xác chết. Kết thúc Trung ương lần thứ tư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi cương quyết chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí. Lời kêu gọi ấy chẳng khác nào bảo kền kền đừng ăn xác chết. Hội nghị Trung ương 4 còn cho thấy Việt Nam có một nền chính trị tự huyễn hoặc đặc thù. Tuy nhiên, điều này không loại trừ các đợt sóng ngầm đấu tranh nội bộ vẫn đang tiếp tục diễn ra. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Vào tối ngày 7 tháng 10, qua đài VTV1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mở đầu bài phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 4 của Đảng Cộng sản Việt Nam rằng tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, truyền thống đoàn kết, yêu nước, thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều của dân tộc ta lại tiếp tục được phát huy cao độ. Nhờ đó kiểm soát được đợt dịch bùng phát lần thứ ba. Tuy nhiên, từ đợt dịch bùng phát thứ tư bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, trên cả nước đã có hơn 800.000 ca nhiễm COVID-19 và con số thực tế có thể cao hơn rất nhiều lần. Và có hơn 20.000 người đã tử vong tính đến ngày 7 tháng 10. Tất nhiên, con số này cũng chỉ là thống kê, thực tế lại cao hơn. Dường như để cạnh tranh với các mạng xã hội, chính quyền nhà nước cũng đã công bố nhiều hình ảnh đói khát, rét mướt, mệt mỏi của những đoàn người lũ lượt về quê. Trong số này có nhiều trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh, bố mẹ cõng ấm trên tay rất tội nghiệp. Dịch Covid như một trận đại hồng thủy tàn phá nền kinh tế, văn hóa, lối sống, tâm lý, tình cảm, tinh thần của hàng chục triệu người dân Việt Nam. Làn sóng hàng trăm ngàn lao động nhập cư đêm ngày lũ lượt bỏ chạy khỏi các miền đất hứa, trong kiệt sức, nắng mưa, đường xa vạn dặm cùng cái chết dập dình dọc đường. Thực sự là một cuộc khủng hoảng nhân đạo rất lớn đang diễn ra tại Việt Nam, nơi Đảng Cộng sản lãnh đạo. Đại dịch tuy vậy cũng để lại bức tranh toàn cảnh thực hiện tàn nhẫn nhưng vô cùng cần thiết cho những ai đã và đang còn mơ mộng ảo tưởng về tài năng quản lý cầm quyền của Đảng tại Hà Nội. Sự thật là cái tát thức tỉnh đối với những ai còn nhân tính, lương tâm, còn lòng tin vào chính quyền này. Sự thật là cái la bàn định hướng cho những ai còn trí năng. Qua đại dịch, dân tộc càng nhận rõ kẻ nào, nhóm nào miệng xoen xoét vì dân tộc, quốc gia, nhưng mắt giáo hoành, chân rung đùi, miệng nhồm nhòm trước thảm cảnh của người dân, ung dung, ngồi họp hành, chi hàng ngàn tỷ đồng giữa lúc đại dịch đang diễn ra và thảm họa người dân phải chịu đựng. Thực sự đã phơi bày, thật sự đã giảng lọc và tính sổ với Đảng thời gian qua. Đây là hình ảnh thoát khỏi thành phố Hồ Chí Minh, một gia đình trong đêm mưa về quê trốn dịch. Vậy mà, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của Đảng, vẫn cứ giọng cũ với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, năng động, quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện và nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Chúng ta đã kế thừa, phát huy tốt những thành tựu, kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế yếu kém, còn tồn tại và bình tĩnh, tỉnh táo, xử lý kịp thời, nắm đúng những vấn đề khó, chưa có tiền lệ, mới phát sinh trong phòng chống dịch bệnh. Hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn, duy trì phục hồi kinh tế và phát triển sản xuất kinh doanh. Rồi là chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và đời sống nhân dân, rồi chăm lo việc học hành của các học sinh, sinh viên, vân vân. Và người nghe không khỏi sốc đến rùng mình vì không thể chịu nổi sự dối trá đến như vậy của Đảng. Chỉ có thể đưa ra hai giả thiết, hoặc là ông Nguyễn Phú Trọng mắc chứng hoang tưởng rất nặng, hoặc là ông bị bệnh mơ giữa ban ngày, cũng có thể là cả hai cũng nên. Cho đến khi đại dịch lần thứ tư đã bùng phát mấy tháng trời, vậy mà vào ngày 12 tháng 8 năm 2021, tại phiên họp đầu tiên của chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn mơ giữa ban ngày, rồi chính phủ đã bàn với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, bản lĩnh đổi mới, sáng tạo, phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, rồi là khóa toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, đất nước phát triển nhanh và bền vững. Và cũng lại lặp lại điều này tại cuối bài diễn văn tối và vừa qua trên truyền hình, ông Trọng còn đe nẹt xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của nhà nước và kêu gọi cương quyết chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí. Ông Nguyễn Phú Trọng vừa tống hàng tá tướng lĩnh cảnh sát biển vào lò mà giờ này ông vẫn kêu gọi các đồng chí của ông đừng tham nhũng, lãng phí thì có khác nào ông bảo lũ kền kền trong rừng già đừng đụng đến các tử thi. Hỡi ôi, nếu ông Nguyễn Phú Trọng bỏ chút thời gian đọc những tổng kết của các chuyên gia xây dựng Đảng, ông có bị sốc hay không khi so sánh danh sách dài các cán bộ cấp cao, gồm cả các ủy viên Bộ Chính trị và ban ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng bị xử lý do tham nhũng ngày một nhiều,
ngày một lớn với số tiền tham nhũng thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của người dân. Đó chính là tiền thuế đáng lẽ ra phải dùng để hỗ trợ người dân thì nay đã bị các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam cướp mất. Đây là hình ảnh mới đây tướng lĩnh cảnh sát đã bị kỷ luật vì suy thoái đạo đức, nhận hối lộ, tiếp tay cho buôn lậu. Đây là những tướng lĩnh cảnh sát biển gồm 11 người và con số này không dừng lại ở đây. Trong khi Trung Quốc thì liên tục tập trận ở ngoài Biển Đông như chỗ không người. Mà nhiệm vụ sau danh sách bao giờ cũng dài hơn mức độ bị kỷ luật, cũng nặng hơn nhiệm kỳ trước và con số các ủy viên Trung ương và những quan chức cấp cao của Đảng tiếp tục giải ra. Theo số liệu từ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, trong nhiệm kỳ đại hội lần thứ 12 đã có 129 vụ án, 91 vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp và đã được xử lý hơn 5.200 cán bộ đảng viên bị xử lý theo pháp luật, tăng 18,5% so với nhiệm kỳ lần thứ 11. Chưa bao giờ có một số lượng lớn cán bộ đảng viên sa sút về phẩm chất, vi phạm về đạo đức, lối sống và bị xử lý kỷ luật nhiều đến như vậy. Đây chỉ là một phần nổi của một tảng băng chìm, con số thực tế còn cao hơn rất nhiều. Và cũng chưa bao giờ có một số lượng cán bộ cấp cao, bất kể là đương chức hay đã về hưu, bị đưa ra xử lý nghiêm khắc trước kỷ luật đảng và pháp luật của nhà nước nhiều như 5 năm vừa qua. Tuy nhiên, các màn đấu đá nội bộ thường kết thúc bằng sự thỏa hiệp giữa các phe phái với nhau trong đảng. Đã xuất hiện trong nhiều năm trước đó, đây là việc đảng vẫn thường làm. Giờ cao đánh khẽ. Vào tháng 6 năm 2012 trước đó, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu kết thúc Hội nghị Trung ương 6 cũng được báo chí đồng loạt đăng tải, đã không hề nêu tên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị kỷ luật nhưng cuối cùng không kỷ luật nổi. Và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải phát biểu vòng vo rằng Hội nghị Trung ương 6 không áp dụng biện pháp kỷ luật đối với toàn thể Bộ Chính trị và một thành viên của Bộ Chính trị. Đây là hình ảnh toàn cảnh của Hội nghị Trung ương lần thứ tư vừa qua. Hội nghị cũng kêu gọi sửa chữa sai lầm để các thế lực thù địch không thể bóp méo tình hình. Nhìn lại hơn một thập kỷ qua, từ năm 2011 đến năm 2021, tình trạng thăng trầm quyền lực trở nên bất thường, không thể che giấu đã thu hút được sự chú ý của các nhà quan sát chính trị trong và ngoài nước, cũng như hàng triệu người dân Việt Nam. Một là dịch chuyển vị trí quyền lực nội bộ trên đỉnh tháp quyền lực, đặc biệt là quan hệ giữa Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ. Về nguyên lý, quyền lực của ông Tổng Bí thư là tối cao, nhưng thực tế đã bị suy giảm so với Thủ tướng, người trực tiếp chỉ đạo các quan chức chính phủ và điều hành nền kinh tế có quyền gần với tiền hơn rất nhiều. Bởi vậy, nguy cơ tiềm ẩn là quyền sẽ hiện hữu, hai là tình trạng suy thoái quan chức cán bộ trong bộ máy chính quyền sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng trước những miếng mồi béo bở do tham nhũng, do lợi dụng chức vụ và quyền hạn đem đến cho họ hàng nghìn tỷ đồng họ sẽ không bỏ qua. Và biểu hiện rõ rệt là nhóm lợi ích, bào chợ chính trị, quốc nạn tham nhũng, trục lợi, lãng phí, quan liêu tiêu cực. Nó đã ăn hết vào tiền của dân. Dù chúng được coi là thành công trong tăng trưởng kinh tế trước đó, nhưng ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ là thủ tướng quá độ mà thôi. Và đương kim thủ tướng, ông Phạm Minh Chính được giới quan sát quan tâm chú ý từ đầu nhiệm kỳ này 2021-2026, người xuất thân từ ngành an ninh công an. 10 năm kinh nghiệm công tác đảng với cương vị là Bí thư Quảng Ninh và trưởng ban tổ chức Trung ương. Tuy nhiên, đợt dịch COVID-19 lần thứ tư đã khiến cả hệ thống chính trị đang gồng mình đối phó và vì vậy ông Chính chưa có cơ hội thể hiện chính sách điều hành kinh tế thích ứng với điều kiện ý thức hệ xã hội chủ nghĩa đang được ông Nguyễn Phú Trọng đề cao và cố đưa người dân cả nước bắt phải đi theo. Tuy nhiên, nếu có một thống kê thì sẽ thấy người dân không hề muốn thứ này. Đây là hình ảnh trong lá thư đồng kiến nghị đến chính phủ vào hôm 19 tháng 9, Chủ tịch các hiệp hội doanh nghiệp Hoa Kỳ, ASEAN, Eurocham và COCHAM đã nhấn mạnh chậm mở cửa, cơ hội đầu tư sẽ không quay lại Việt Nam. Chuyển đổi nền kinh tế sang thị trường trước hết được hiểu đồng nghĩa với việc xóa bỏ công cụ kế hoạch hóa tập trung bao cấp, vốn là đặc trưng của chế độ toàn trị. Sự chuyển đổi này cần thiết phải mở rộng quyền tự do kinh doanh cho các chủ thể kinh tế, từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đến tư nhân, đồng thời tạo dựng các nguyên tắc cho thị trường để nó vận hành có hiệu quả, đặc biệt về sở hữu tư nhân và giám sát quyền lực đối trọng. Tuy nhiên, điều sau này lại mâu thuẫn với các giá trị của hệ tư tưởng nền tảng mà chế độ đang dựa vào, đó là chủ nghĩa cộng sản. Ý nghĩa sâu xa của cuộc vận động để thay đổi thể chế là ở chỗ này. Trong tình thế lưỡng nan hiện nay, lại vào giữa mùa đại dịch, lúc này chưa phải là thời điểm để các bên rút kiếm khỏi vỏ. Đó cũng là lý do chủ yếu đã khiến Hội nghị Trung ương 4 kỳ này, ít nhất là về bề ngoài, các phe đều phải muốn chơi giai điệu êm đềm hơn so với các màn đấu đá nội bộ đã diễn ra trước đây trong đảng.
Thực ra, tinh thần này chưa phải là chủ đạo trong chống dịch như ông Nguyễn Phú Trọng đã từng ca ngợi. Và cuộc chiến do thăng trầm quyền lực giữa các thành viên của Bộ Tứ sẽ vẫn còn tiếp tục và sẽ nóng lên trong thời gian tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 10 năm 2021 với bản tin Bế ăn mặc Trung ương 4 kêu gọi kền kền đừng ăn xác chết. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.